Giá vàng hôm nay ngày 18 tháng 12 tiếp tục tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Đặc biệt, giá vàng thế giới đã tiến sát đến ngưỡng 1.900 USD sẹt out sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Giá vàng trong nước Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng hiện đang dừng ở ngưỡng 55 triệu đồng lượng ở cả hai giờ chiều giao dịch. Chênh lệch giữa mức giá bán đang cao hơn giá mua khoảng 500.000 đồng lượng. Bảo tính Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,22 triệu đồng lượng mua vào, và 55,75 triệu đồng lượng, bán ra. Thương hiệu vàng rồng thăng long hiện đang ở mức 53,93 đến 54,63 triệu đồng lượng, mua vào, bán ra, giá vàng hôm nay, giá vàng hôm nay 18 tháng 12, giá vàng trong nước, giá vàng thế giới, giá vàng street giá vàng trong nước hôm nay 18 tháng 12. Cùng thời điểm, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 55,25 triệu đồng lượng mua vào và 55,67 triệu đồng lượng bán ra, tăng 150.000 đồng lượng so với phiên giao dịch liền trước. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 55,26 đến 55,85 triệu đồng lượng, tăng 200.000 đồng lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch gần nhất. Giá vàng thế giới Tính đến 6 giờ sáng nay, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.884 USD set ounce tăng 20 USD sẹt out so với phiên giao dịch đầu giờ sáng qua. Trong phiên, đã có lúc giá vàng đạt 1.897 USD set out, giá vàng hôm nay, giá vàng hôm nay 18 tháng 12, giá vàng trong nước, giá vàng thế giới, giá vàng SGC. Giá vàng thế giới tiến sát đến ngưỡng 1.900 USD set out. Giá vàng tiếp tục tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, cam kết về việc duy trì mức lãi suất gần như bằng không và giới đầu tư thì đang đón nhận những dấu hiệu tích cực từ cuộc đàm phản gói kích thích kinh tế Mỹ. Ngoài ra, giá vàng tăng mạnh còn do giới đầu tư đặt kỳ vọng vào ông Joe Biden. Nếu như nhận chức tổng thống Mỹ, ông sẽ thực hiện cam kết bơm thêm tiền vào nền kinh tế Mỹ. Một lượng lớn tiền sẽ gây áp lực khiến đồng đô la Mỹ giảm mạnh và tạo đà tăng cho giá vàng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập trung tâm com vn Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Trung Tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.